trong khi phán quyết có tội trong vụ án của ông Hunter Biden, con trai tổng thống đương nhiệm đang thổi một luồng gió mới vào chiến dịch tranh cử của cha mình, thì có vẻ như ông Trump lại gặp bất lợi khi rơi vào tình thế tương tự. Ông Hunter Biden, con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm, bước ra khỏi tòa án liên bang ở Wilmington, Delaware hôm 11 tháng 6 với phán quyết có tội liên quan đến 3 cáo trạng về gian lận sở hữu súng. Với phán quyết này, ông Hunter Biden phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù và nộp phạt $750,000 nếu gộp cả 3 tội danh. Thẩm phán Marilyn Noreika vẫn chưa ấn định ngày tuyên án, nhưng theo thông lệ, các bị cáo bị kết tội tại tòa án liên bang Delaware thường nhận được án phạt trong vòng 120 ngày kể từ ngày bị kết án. Như vậy, phán quyết sẽ được đưa ra muộn nhất khoảng 4 tuần trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ngay sau khi tuyên bố có tội đối với ông Hunter Biden được công bố, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã đột ngột thay đổi lịch trình và bay tới Wilmington, khẳng định sẽ chấp nhận quyết định của tòa án và không miễn tội cho con trai trong trường hợp ông tái đắc cử. Như tôi đã nói vào tuần trước, tôi sẽ chấp nhận kết quả của vụ việc này và sẽ tiếp tục tôn trọng quy trình xét xử, kể cả khi Hunter xem xét đơn kháng cáo. Vợ chồng chúng tôi sẽ dành cho con trai sự ủng hộ và tình yêu vô điều kiện. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó, ông Joe Biden nói. Sự ủng hộ thầm lặng của ông Biden và vợ ông, tiến sĩ Jill Biden, trái ngược với vụ lùm xùm diễn ra bên lề tòa án Manhattan, nơi cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội trong vụ án chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016. Các công tố viên New York đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng mục đích chính của hành động mua sự im lặng từ bà Daniels là nhằm mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử cùng năm của ông Trump. Trong suốt thời gian hầu tòa, ông Trump liên tục cho rằng vụ truy tố của mình mang động cơ chính trị và thường xuyên chỉ trích thẩm phán Merchan, công tố viên Brad cùng những nhân viên hành pháp khác, dẫn đến 10 án phạt vi phạm lệnh cấm phát ngôn với tổng số tiền $10,000. Theo các chuyên gia hiến pháp, việc bị kết tội không ngăn cản cựu tổng thống tiếp tục tranh cử, thậm chí giữ chức tổng thống nếu được bầu. Vấn đề lớn nhất hiện nay là liệu ông Trump có phải đối mặt với hình thức phạt tù hay chỉ phải chịu những hình phạt nhẹ hơn như quản thúc tại gia, lao động công ích hoặc phạt tiền. Các biện pháp quản chế tại gia tiềm ẩn những rủi ro chính trị nhất định và sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh cử. Giao các đối tượng phải đối mặt với các hình thức giới hạn không gian di chuyển, kiểm tra nơi ở và xét nghiệm ma túy đột xuất. Nếu phải tham gia một cuộc tranh luận với Tổng thống Biden, ông Trump có thể được phép đi, nhưng phải xin phép từ trước. Điều này cực kỳ bất tiện đối với một người đang vận động tranh cử. Ông Matthew Galuzzo, một cựu công tố viên quận Manhattan cho biết. Trong khi phán quyết có tội trong vụ gian lận quyền sử dụng súng của ông Hunter Biden đang giúp Tổng thống Mỹ có thêm sự đồng cảm từ cử tri, ông Trump lại có khả năng rơi vào thế kìm kẹp giữa lúc cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa và đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump đã lập tức lên tiếng chỉ trích phán quyết trong vụ gian lận sở hữu súng của ông Hunter Biden chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng dư luận khỏi các cáo buộc liên quan đến tham nhũng của gia đình Tổng thống Mỹ. Phiên tòa này không khác gì một chiêu trò đánh lạc hướng khỏi các cáo buộc liên quan tới hoạt động kinh doanh của gia đình ông Biden. Họ đã thu về hàng triệu đô la từ Trung Quốc, Nga và Ukraine, nhưng việc này sẽ chấm dứt vào ngày 5 tháng 11. Bà Caroline Levitt, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của ông Trump nói. Con trai của cựu Tổng thống, ông Donald Trump Jr. viết trên mạng xã hội X rằng quyết định của thẩm phán Delaware đã che đậy các cáo buộc thực sự liên quan đến ông chủ hiện nay của Nhà Trắng. Trong khi Hạ nghị sĩ Virginia Bob Wood tuyên bố tòa án đã bất công đối với ông Trump, còn phán quyết của ông Hunter Biden là xác đáng. Trước đó, cuối tháng trước, chỉ một ngày sau khi phán quyết của tòa án về vụ án chi tiền bịt miệng được đưa ra, ông Trump đã tuyên bố, nếu họ có thể làm điều này với tôi, chỉ phán quyết có tội, họ có thể làm điều này với bất kỳ ai. Nhiều chuyên gia nhận định, tuyên bố của cựu Tổng thống đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về tính minh bạch của nền dân chủ Mỹ, đồng thời khiến sự phân cực hóa nền chính trị càng trở nên nghiêm trọng. Ông Trump vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài vụ án mới khép lại,
cựu Tổng thống Mỹ cũng đối mặt với 3 phiên tòa hình sự khác, bao gồm 2 tòa liên bang liên quan đến cáo buộc cất giữ tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, cùng một phiên tòa cấp bang ở Georgia về hành vi can thiệp bầu cử. Bất kỳ bản án nào được đưa ra trong các phiên tòa hình sự đều có thể khiến ông chủ cũ của Nhà Trắng bị hạn chế hoạt động tranh cử. Phán quyết có tội dành cho cựu Tổng thống chưa đủ sức thuyết phục để khiến những người ủng hộ ông thay đổi quyết định. Đầu tháng 6, hàng nghìn cử tri đã tham gia sự kiện tranh cử ngoài trời đầu tiên của ông Trump sau khi rời khỏi phòng xử án ở Arizona, bất chấp thời tiết lên tới 44 độ C, khiến một số người đã phải nhập viện vì sốc nhiệt. Các nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ ủng hộ ông Donald Trump bằng cam kết quyên góp hàng triệu đô la để hỗ trợ ông, bao gồm tỷ phú Miriam Anderson và doanh nhân Robert Billow. Các khoản quyên góp này được đánh giá là sẽ thúc đẩy làn sóng quảng cáo và các giao dịch qua điện thoại để ủng hộ cựu Tổng thống ở các bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Donald Trump đang có dấu hiệu giảm xuống trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Cuộc thăm dò ABC News cho thấy Tổng thống Joe Biden đã vượt lên dẫn trước ứng viên Donald Trump 2% về tỷ lệ ủng hộ, điều chưa từng xảy ra trong suốt nhiều tháng, kể cả khi ông Trump phải hầu tòa và gần như vắng bóng khỏi các sự kiện tranh cử trước công chúng. Cũng theo kết quả thăm dò của ABC News, một nửa số người được hỏi cho rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết đúng đối với ông Trump và 49% nói rằng ông Trump nên từ bỏ tư cách ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay sau khi nhận phán quyết có tội. Vụ kiện của ông Hunter Biden đang cho thấy những tác động tích cực đối với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Nhờ phản ứng lịch thiệp và tôn trọng pháp luật của ông, trong các bài phát biểu về việc an toàn sử dụng và sở hữu súng tại Evertown Guns Sand University chỉ vài giờ sau khi con trai ông bị phán có tội trong vụ án liên quan, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của những người tham dự. Đám đông liên tục hô vang 4 more years, tạm dịch là 4 năm nữa, nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Biden trong việc tái đắc cử. Tình thế này khác hẳn với thời điểm giữa tháng 5, nhiều sinh viên đã quay lưng lại với Tổng thống để phản đối trong im lặng khi ông phát biểu tại khuôn viên một trường đại học ở Georgia. Ông Donald Trump và ông Joe Biden đã đồng ý tham gia 2 cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 9. Khi hai ứng viên vẫn ở thế tương đương về khả năng thắng cử, các cuộc song đấu sắp tới trên sóng truyền hình được kỳ vọng sẽ giúp họ giành thêm sự ủng hộ từ cử tri trước cuộc bỏ phiếu cuối năm.